Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Thảo Phương. Video hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái phụ kiện bẫy gà rừng. Đây là giò bẫy gà rừng. Giò thì sẽ có chân thép và chân đồng khoan ba lỗ. Đây là mẫu chân thép giò đón nhé mọi người. Đây. Một bộ thì sẽ có 20 chân khoen đúc liền cáp inox xe 4, dây dù siêu bền, dây liên kết màu cọ khô. Mẫu này là màu đón. Bên này là mẫu giò đá này. Đó. Đón đá nhá. Chân thép. Và đây là chân đồng khoan ba lỗ. Chân đồng thì một bộ sẽ có 20 chân khoen đúc cáp xe 4. Đá xử lý màu tối. Cáp này thì chống rỉ, xử lý màu tối inox của mọi người. Đấy. Khoen cũng là khoen inox đúc luôn, rất là chắc luôn, đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Bao không đứt cho mọi người. Thì giò chân đồng có mẫu giò đón, đây là giò đón, giò đá và giò thái, đây là mẫu thái này, mẫu thái nhé. Ngoài chân thép và chân đồng ra thì bên em còn có cả chân thép khoan. Thép khoan thì nó cũng có mẫu đón đá thái. Đây là mẫu đón này. Một bộ thì sẽ cũng có 20 chân. Thép khoan. Còn đây là mẫu thép thái này. Rồi đây là giò bẫy gà rừng nhé. Bên này là xích chân gà rừng này. Xích gà thì bên em có loại thường và loại VIP. Đây là túi gà mồi. Bên em có túi gà trống, túi gà mái, túi đế vuông, đế tròn. Đây là mẫu đế tròn kèm cọc inox. Túi rất là dày nha các bác. Có lỗ thông hơi cho gà. May rất là đẹp luôn. Hàng nhà em thì đảm bảo chất lượng. Đây, lỗ thông hơi, có túi đằng sau, thông hơi bên hông. Có may một viền để chống lông gà nó không bị kẹt vô lúc mà mình bỏ gà vô. Đó, các bác thấy không? Đó, đây là túi gà mồi. Đây là túi gà bổi này. Cọc inox, cọc xoay, cọc vip bên em có đủ nhá. Đây là combo túi gà mồi 4 món. 4 món là 120.000 em bao ship tận nhà luôn. Một xích gà rừng, một túi bổi, một túi mồi, một cọc. Đấy, là 4 món nhé. Rồi em giới thiệu mọi người về các dòng loa bên em này. Loa thì sẽ có loại AT, AT108, AT100, Q92, Q93, WS898. Loa thì bên em sẽ tải sẵn đầy đủ file tiếng gà, tiếng chim, tải theo yêu cầu của anh em. Bác nào muốn tải tiếng gì thì nhắn em sẽ tải cho nhé. Mua loa thì sẽ có bảo hành cho mọi người, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Nhận hàng, kiểm tra hàng, mở ra thoải mái nhé mọi người. Test ok chất lượng thì mọi người lấy. Đó. Ngoài phụ kiện bẫy gà ra thì bên em còn có tất cả các dòng phụ kiện như là phụ kiện bẫy cuốc này, bìm bịp, cu gáy, lưới chim đêm, chim ngày, lưới thỏ trồn, sóc cuốc. Rất là nhiều mặt hàng. Em đang ở trên YouTube rồi nhé. Mọi người có nhu cầu thì mình vô trang YouTube của em xem, tham khảo. Rồi bác nào mình có nhu cầu đặt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên video. 0975446294 hoặc là số khác là 0359665134. Các bác xem video nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.